Kính thưa quý vị, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nên được quy định bởi luật pháp quốc tế, tên từ Islamabad. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon ngày hôm nay đã nói rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Các cuộc tấn công tên lửa từ máy bay không người lái của Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu các chiến binh Taliban ở vùng núi trải dài biên giới Afghanistan trong nhiều năm qua, nhưng đôi khi các cuộc tấn công này gây thương vong nặng nề cho người dân thường. Theo các tổ chức nhân quyền, hơn 3.000 người Pakistan đã bị thiệt mạng trong hơn 360 cuộc tấn công của máy bay không người lái trong khu vực bộ lạc của Pakistan kể từ năm 2004. Hơn 70% trong số này là dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Ông Ban Ki-moon cho rằng việc sử dụng máy bay vũ trang mà không có sự kiểm soát là không thể chấp nhận được. Ông Ban Ki-moon đã đến Islamabad trong ngày hôm nay cho một chuyến viếng thăm chính thức 2 ngày, đã có mặt tại một buổi lễ đặc biệt cùng với vị chỉ huy quân đội Pakistan, tướng Ashfaq Kayani, để khánh thành Trung tâm Hòa bình và Ổn định Quốc tế tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, tướng Kayani cho biết Pakistan đã luôn đáp ứng tích cực các yêu cầu của Liên Hiệp Quốc cho các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế. Ông Ban Ki-moon cho biết, gần 1/10 binh lính gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc trên thế giới đến từ Pakistan, với hơn 8.000 binh sĩ Pakistan phục vụ ở những nơi như Darfur và Liberia. 136 quân nhân, cảnh sát và nhân viên dân sự Pakistan đã thiệt mạng trong khi phục vụ dưới lá cờ Liên Hiệp Quốc. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ có cuộc họp với Tổng thống Pakistan, ông Azib Ali Zardari và Thủ tướng Nawaz Sharif vào ngày mai. Ông cũng sẽ tham dự buổi lễ thượng cờ vào sáng mai nhân dịp ngày độc lập với tư cách là một khách mời đặc biệt.